Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của FTG. Sau khi vừa quyết chiến 1-10 với đế quốc Nhật Nguyệt, mặc dù chiến thắng thế nhưng lại trọng thương nghiêm trọng. Ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã thành công thì bất chợt một thân ảnh tử thần ma khôi xuất hiện ở phía sau, tung một kiếm vào vị trí trái tim của anh. Lúc này thì Vũ Đồng đã phát hiện ra, lập tức sử dụng thuấn di tiếp cận Vua Hạo, đón đỡ một kích chí mạng này. Cũng bởi thế mà Vua Hạo phát tiết, xuất ra Hạo Đồng Tam Tuyệt đánh nát tử thần ma khôi. Tử thần ma khôi chỉ là vua của Trung Liêu, giáo chủ của Thánh Linh Giáo, một cường giả 98 cấp. Sau khi bại trận bởi Vua Hạo, hắn bỏ trốn và chờ đợi cơ hội hạ sát Vua Hạo. Khi mà Vua Hạo phát tiết, một thân ảnh của Tình Tự Chi Thần Dung Niệm Băng đã xuất hiện. Sau đó là một cuộc chiến cãi vã giữa Hải Thần Đường Tam và Tình Tự Chi Thần Dung Niệm Băng ở thần giới đã diễn ra. Hôm nay hãy cùng FTG đi tìm hiểu một trích đoạn về cuộc chiến tranh người thừa kế của hai vị thần ở trên thần giới trong Tuyệt Thế Đường Môn. Lưu ý vì đây là trích đoạn nên FTG sẽ thu âm theo nguyên cốt truyện, không có tóm tắt và rút gọn. Chúng ta đến với thần giới, mây trắng phiêu miểu quanh sơn phong cao vút, tiên khí quanh quẩn mà ám hương mà phủ động. Trên đỉnh núi chỉ có hai người đang đứng, một nam tử một thân trường bào màu lam, mái tóc dài màu xanh lam xõa ảo sau lưng, một mực rũ xuống tới mặt đất, trong tay cầm hoàng kim tam sao kích hào quang sáng chói. Đối diện với hắn cũng là một nam tử hai tay khoanh trước ngực, trên người như trước lại mặc trang phục đầu bếp màu trắng, chỉ là không có mang mũ đầu bếp mà thôi. Dung Niệm Băng, hôm nay nếu như mà ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi liền không cần giờ đi nữa. Nam tử tóc lam âm thanh kia như là rít gào trầm thấp. Dung Điện Băng mỉm cười rồi nói: Đường Tam không nên như vậy đi. Hạt giống tốt khó tìm đã đụng tới, ta liền không thể nào bỏ qua hơn nữa. Ta thật sự đã hiểu lầm, ta còn cho là người đặc biệt là chán ghét tiểu tử kia đấy. Ta thấy hắn cùng với nữ nhi của người thân nhau, nhưng lại một mực bị người ngăn cản, cũng thật sự là đáng thương. Ngươi hẳn là không hài lòng xuất thân của hắn đi, cho nên mới đối với hắn như vậy. Ngươi xem bây giờ tốt bao nhiêu, ta đem thần cách chi vị truyền cho hắn, hắn cùng với nữ nhi của ngươi liền sướng đi. Thế nào mà nói, ta cũng là nhất cấp thần cách, mặc dù cùng người chấp pháp giả còn có một chút chênh lệch, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi, ánh mắt của Đường Tam lúc này bỗng nhiên bắt đầu trở nên lạnh thấu xương. Dung Niệm Băng, người dám nói người không biết mục đích của ta sao? Trước mặt chân nhân chưa bao giờ nói láo, thu hồi thần cách chi vị của ngươi, sự tình này liền kết thúc bằng không mà nói. Đừng trách ta không khách khí. Hai tay của Dung Niệm Băng lúc này chuyển thành ôm đầu. Được rồi, đừng có xả bộ, người tính tình cái gì mà ta còn không biết sao? Ngươi chỉ là người hiền lành, căn bản là không có vi phạm quy củ thần giới, ta lại không có xúc phạm giới luật của thần giới, ngươi căn bản là không có lý do gì động thủ với ta. Sự tình liền như vậy đi, ngươi lại tìm một người khác đi. Âm thanh của Đường Tam lúc này lạnh lùng mà nói: Ngươi nói thật là nhẹ nhàng, ngươi để ta lại đi tìm đâu đây? Ngươi cho rằng có người liền có thể truyền thừa thần cách chi vị của ta hay sao? Những năm này, những gia hỏa các ngươi một người so với một người lười biếng, tất cả áp lực đều chịu trên người của ta. Gần đây nếu như mà không phải thần sớ nội bộ ra bất ổn, ta đối với Vũ Hạo giám sát có chỗ buông lỏng như thế nào để người đắc thủ đây? Dung Niệm Băng nói: Thu hồi thần cách chi vị là không thể nào. Hai tử dĩ nhiên bắt đầu lĩnh ngộ ra tình tự chi lực của ta. Lúc này thu hồi đối phán sinh ra thương tích không thể dịch chuyển, chúng ta không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Một khi loại thương tích này xuất hiện, cho dù là người cũng không có cách nào để hắn kế thừa thân cách chi vị của mình. Ta thừa nhận sự tình lần này ta là làm không quá chín chắn. Như vậy đi, trước Vũ Hạo chân chính trưởng thành, thần giới bên này ta giúp người chia sẻ một điểm. Thẳng đến khi nào Vũ Hạo có thể một mình đảm đương ra một phía, ta lại đi ra ngoài dù đáng như thế nào. Đường Tam thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Ta theo đuổi là tự do, chẳng lẽ người không biết? Dung Niệm Bằng thực sấn, chẳng lẽ ta lại không biết? Còn không phải là hai thiên vô sỉ thiện lương cùng tà ác kia thần vương đều chạy, hơn nữa còn chạy nhanh như thế, từ đó làm cho thần giới bất ổn. Nếu không thì người cũng không cần vất vả như vậy. Nghe xong hắn nhắc tới hai đại thiện lương và tà ác thần vương, cơ mặt của Đường Tam liền run rẩy một cái. Dung Niệm Băng, sự tình lần này hai ta không xong, ta không thể nào đối với người như thế nào. Thế nhưng mà người không nên quên, ta đã đem Vũ Hạo cướp đi. Vậy thì từ giờ trở đi, ta liền sẽ không lại đem hắn xem như là người thừa kế của ta mà đối đãi. Mà Phụ Đồng là nữ nhi của ta, muốn ở cùng với nữ nhi của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Đường Tam hùng hãn nói. Dung Niệm Băng kinh ngạc rồi nói: Người sẽ không phải còn muốn làm trần trọng thêm chứ? Đường Tam không nên quá phận đó. Nghe vậy Đường Tam hừ lạnh một tiếng: Vậy lên xem biểu hiện của ngươi. Ngươi chưa tuân thủ lời hứa của ngươi lại nói tiếp, không thấy nữ nhi của ta đều vì tiểu tử ngu ngốc kia mà tụ thương sao? Nữ nhi của ta cùng với ta chỉ là huyết thống chi thân, ta còn có thể hợp lý lợi dụng lực giới luật thần giới để làm chút chuyện, mà ngươi lại làm cái gì đều làm không được, trừ phi cái kia tiểu tử lại lần nữa dẫn động ra tới tình tự thần cách của ngươi. Dung Niệm Băng cho mày: Vũ Hạo hài tử thật sự đáng thương. Đường Tam, ngươi liền bỏ qua choán đi, cho ta một chút mặt mũi được hay không? Đường Tam phất ống tay áo một
cái, người đã áo bày lên du nhập vào trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của Dung Niệm Băng lúc này toát ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu lầu bầu rồi nói: "Vũ Hào à, Vũ Hào, không phải là ta không giúp ngươi, mà là không có cách nào. Ai bảo ngươi thích nữ nhi của người ta đó? Có điều, ha ha, từ đường tam đoạt thức ăn trong miệng cọp, cảm giác coi như là không tệ đó." "Tam ca, vậy thôi sao? Dung Niệm Băng tên kia quá đáng ghét. Tiểu Vũ, muội thật cho là ta sẽ thua bởi hắn sao? Nếu như không phải ta buông bỏ phong tỏa khí tức của Vũ Hào, muội cho rằng Dung Niệm Băng có thể cảm nhận được hắn tồn tại sao? Huynh là cố ý sao? Vì cái gì? Huynh không phải dự định để Vũ Hào truyền thừa thần vị của mình sao? Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Thần vị của Dung Niệm Băng so với ta thích hợp hơn hắn. Hơn nữa trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ không thể nào đem thần vị truyền thừa ra bên ngoài. Thần giới chẳng những bản thân bất ổn, trước đây không lâu ta đứng xa nhìn thiên tượng, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ có một trận đại biến. Cụ thể là cái gì bây giờ còn không biết. Hai vị thần vương không ở, ta nhất định là phải có thần vị để giải quyết sự tình. Kế hoạch ngao du của chúng ta chỉ sợ phải lùi lại, thật là xin lỗi. Chưa kể vô luận là đâu, chỉ cần ở cùng với muội ta liền rất là vui vẻ." Thời điểm Vũ Hào từ bên trong hôn mê thanh tỉnh trở lại, bên ngoài đã là tinh quang đầy trời, toàn thân có một loại cảm giác đau nhức nói không nên lời, thế nhưng đồng thời đau nhức dường như cũng có vô số sức sống hướng về dâng trào. Nương tựa theo tinh thần khôi phục lại, khí huyết của hắn cũng theo đó mà khôi phục, hồi lực ở trong cơ thể đã bắt đầu chảy xuôi. Chỉ hơi nội thì hắn liền rõ ràng nhìn lấy âm dương thường ngũ song hồn hạch vận chuyển ra một phần ổn định. Hơn nữa so với trước đây, song hồn hạch của hắn rõ ràng là có tiến bộ. Thời điểm song hồn hạch vừa mới thành hình ra, các vòng xoáy sinh ra hồi lực lớn nhỏ cũng không phải là hoàn toàn thống nhất, theo hơi thở của hồn lực, tinh thần lực lượng quán ba động mà biến hóa. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ra biến hóa, trong lúc hai đại lực lượng hồn hạch va chạm lẫn nhau, từng cái vòng xoáy hồn lực vậy mà lớn nhỏ hoàn toàn tương tự. Hơn nữa so với trước đây, dù cho hồn lực của vòng xoáy lớn nhất cũng không bằng bây giờ. Không chỉ như thế, từng vòng xoáy mười phần ổn định, hồn lực ngưng tụ ra kim lam song sắc, tinh thần lực lượng cùng với cực hạn băng cùng tồn tại. Mặc dù tinh thần cùng với thân thể cũng còn có một chút rã rời, nhưng mà hồi lực trong cơ thể cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn có tiến bộ rõ ràng như thế, không cần hỏi khẳng định là tu vi có chỗ tăng lên, chính là chỗ tốt của cực hạn nghiền ép tiềm lực của bản thân, song hồn hạch dần dần là hoàn toàn xung hợp thành hình. Lần này khiêu chiến một đấu 10 không có uổng phí, đạt tới mục đích lúc đầu của Vũ Hạo. Có điều hưng phấn chỉ trong nháy mắt đó mà thôi. Theo ký ức khôi phục lại, Vũ Hạo lập tức hồi tưởng lại tình huống trước khi mà bản thân hôn mê, cơ hồ lập tức thì bắn người lên nhảy xuống giường. Vũ Đồng như thế nào rồi, nàng ở đâu? Cơ hồ ý niệm khẽ động, tinh thần lực lượng quán liền bao trùm ra ngoài. Hắn lập tức phát hiện ra bản thân đang ở trong hải thần các, mà Đường Vũ Đồng ngay tại gian phòng không xa. Vũ Hạo ba chân bốn cẳng thật nhanh vọt tới trong phòng của Đường Vũ Đồng. Trong gian phòng của Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu đang ngồi ở bên giường chiều cô nàng, không có người khác tồn tại. Nhìn thấy Vũ Hạo tiến đến, Tiêu Tiêu vội vàng hướng về hắn làm thủ thế im lặng. Vũ Hạo lúc này song quyền vô thức mà nắm chặt, trạng thái trước đó còn có một chút mông lung đã hoàn toàn tỉnh táo lại. "Tiêu Tiêu, Vũ Đồng như thế nào rồi?" Vũ Hạo thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên kéo hắn đi ra bên ngoài. Đi tới ngoài cửa, ánh mắt của Tiêu Tiêu có một chút phức tạp nhìn về phía Vũ Hạo. Trong một đời xử lý khăng thất quái bọn hắn, con đường tình cảm san nan nhất, lận đận nhất chính là Vũ Hạo của một Đường Vũ Đồng. Dù cho Đài Sư Huynh hiện tại cũng đã ở cùng với Tiểu Nhã, Vũ Hạo ngươi phải tỉnh táo. Tiêu Tiêu hiểu rất rõ địa vị của Đường Vũ Đồng trong lòng của Vũ Hạo như thế nào. Trong lòng của Vũ Hạo lúc này căng thẳng, hít sâu một cái, sau đó mới trầm giọng nói: "Nói đi, ta rất là tỉnh táo. Chỉ thì Vũ Đồng còn sống." Tiêu Tiêu nói: "Tình huống của Đường Vũ Đồng không tốt cho lắm." Trang lão nhìn qua, trong cơ thể của nàng có khí tức tử vong mãnh liệt mà chiếm cứ, bản thân hồn lực của nàng cũng vô pháp hóa giải. Ta cùng với hồn lực, tinh thần lực lượng của nàng lẫn nhau mà quấn quýt lấy, phong bì ý thức của Vũ Đồng, cho nên nàng mới lâm vào hôn mê. Bây giờ ai cũng không có cách nào đi rút ra khí tức tử vong kia, bởi vì làm như vậy rất có thể liền sẽ tổn thương bản thân của Vũ Đồng. Chỉ có thể bằng vào ý chí của nàng, lúc nào bản thân hồn lực cùng với tinh thần lực lượng của nàng có thể xem như là tử vong chi lực này toàn bộ đều bài xích ra, là mới có thể khôi phục lại. Vũ Hạo lúc này mím chặt bờ môi hôn mê, Vũ Đồng đã hôn mê. Lúc trước Vương Đồng Nhi chỉ là hôn mê như thế, hắn đem Vương Đồng Nhi đưa về đến Hạo Thiên Tông, bây giờ Vũ Đồng cũng hôn mê, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lần này nếu như mà lại đem nàng đưa trở về, Vũ Hạo thật sự là không có mặt mũi gặp hai vị tông chủ Hạo Thiên Tông. Tiêu Tiêu thở dài một tiếng rồi nói: "Các ngươi đã hôn mê 3 ngày, Vũ Hạo, ngươi đừng có gấp, Vũ Đồng nhất định là sẽ tốt." Vũ Hạo trầm giọng nói: "3 ngày qua khí tức tử vong ở trong cơ thể của nàng có từng giảm bớt qua không?" Tiêu Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng không đành lòng lừa gạt Vũ Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Hạo thống khổ nhắm hai mắt trở lại, xông vào bên trong gian phòng, té nhào đến bên giường của Vũ Đồng, nắm thật chặt tay của nàng.